Dạ, em chào mọi người. Em giới thiệu với mọi người cái bình năng lượng mặt trời, cái bình bảo ôn của máy nước nóng năng lượng mặt trời tấm kính. Mọi người nhìn thấy chắc chưa hình dung ra đâu ha. Cái này là cái bình bảo ôn, là cái bình mà để chứa cái nước nóng khi mà máy làm nóng xong á. Cái này không phải của ống thủy tinh mà là của tấm kính. Do vậy mà xung quanh nó tròn trơn nhẵn hết, vỏ bên ngoài bằng inox mọi người nha, hai đầu còn sáng loáng. Cái này là bình cũ, cái bình này của nó cỡ 200 ml 220 ml mọi người ạ. Đây, cái đầu bồn đây, cái đầu bồn vẫn còn sáng, tại vì cái vỏ bình này bằng inox thì nó không bị ăn mòn, nó vẫn còn sáng trưng. Bình này là bình tấm kính. Ngày trước khách hàng của em mua tốn nhiều tiền lắm, mấy chục triệu luôn. Hiện tại thanh lý cho bên em thì không bao nhiêu tiền. Đây là cái bình của nó, cái bình bảo ôn, bình nơi mà chứa nước nóng. Và còn đây là cái tấm kính. Mọi người thấy tấm kính không? Đây là cái tấm kính của nó. Đó, cái tấm kính nhá, dài khoảng 2 mét, ngang khoảng 1,4 m, tấm kính rất bự. Tranh thủ hôm nay là ban ngày em mới quay được, và là buổi trưa nắng, tại cái phòng kho em để chỉ sáng nhờ ánh nắng mặt trời thôi, không có bóng đèn, chưa bóc bóng đèn, do vậy mà em phải quay ban ngày. Đây tấm kính của nó đó, tấm kính nhá, mặt kính này, kính còn mặt kính thì rất chi là dày và chịu lực được luôn mọi người ạ. Mưa nắng thoải mái, tại vì để trên nóc nhà mà. Đấy là cái tấm kính. Ở đây là cái khung chân, đây là cái khung chân, khung chân của máy nước nóng. Em xem phải khung chân nào. Khung chân của máy nước nóng tấm kính. Là cái khung chân đó, mọi người hình dung ra không ạ? Để em đo thực tế xem này. Cái tấm kính mọi người thấy đây. Đây, cái tấm kính đây. Để xem nó dài bao nhiêu và cao bao nhiêu luôn ạ. Tấm kính em dựng nghiêng đó. Một mét, ngang 1 mét, dài 2 mét đấy mọi người ạ. Đúng rồi, tấm kính ra ngang 1 mét, dài 2 mét nha. Tấm kính của máy nước nóng năng lượng mặt trời ngang 1 mét, dài 2 mét. Đây là cái đường ống để dẫn nước vô tấm kính đó. Đây là chiều dài cái bình bảo ôn này cũng 1 mét quá, 1,2 m. Mét 2 và 57 phân. Cái bình bảo ôn dài 1,2 m và đường kính là 57 phân. Mét 2 và 57. Nó cỡ bao nhiêu lít ta? Khoảng 1, đúng không? Khoảng 200 lít nước nóng, 200-300 lít nước nóng. Tại vì bên trong cái bình bảo ôn này là cùng một lớp ruột nhựa nữa. Như em thấy cái bình 140 lít hoặc 160 lít thì nó nhỏ hơn, đường kính nó nhỏ hơn như vậy mà chiều dài nó cũng nhỏ hơn. Cái này nó cỡ 220-250 lít mọi người nha. Ai mà cần sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời cũ mà còn tốt, còn bền, giá thành rất rẻ thì vui lòng liên lạc với bên em nha. Em về có một cái máy tấm kính và máy ống thủy tinh luôn,
Máy tấm kính thì 220 đến 250 lít nước. Máy tấm kính thì rất rất chi là ok. Còn sáng ngời luôn, vỏ bọc bằng inox. Tấm kính thì vẫn còn trắng, còn sáng, còn rõ luôn ạ. Và chân đế đàng hoàng. Bên em thì sẽ đi lắp đặt cho mọi người miễn phí và bảo hành cho mọi người xài luôn. Dạ, em chào mọi người nha. Mọi người cần sử dụng cái máy tấm kính này, hãy vui lòng liên lạc với bên em 0978 535953 để biết thêm nhiều thông tin về cái máy nước nóng năng lượng mặt trời này. Bên em có cung cấp bồn nước và máy mới luôn, thu lại bồn nước, lắp đặt bồn nước, đầy đủ dịch vụ về bên sử dụng nước thôi mọi người ạ. Xúc rửa, hàn sửa, về vệ sinh bồn nước định kỳ luôn mọi người nha. Em xin chào mọi người. Mọi người hãy nhớ đăng ký kênh của em để biết được nhiều cái máy mà còn tốt, còn đẹp, mình có thể sử dụng lại với giá thành chi là rẻ. Như cái máy tấm kính mình mua thì đắt tiền lắm, nhưng bây giờ mình sử dụng lại rồi vẫn xài ok, giá nó thành không bao nhiêu cả. Bên em chỉ lấy công vận chuyển và phí lắp đặt thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.